Hello cả nhà. Hôm nay Thái đi ra ngoài vườn ở sau nhà Thái. Thái với em của Thái ra vườn sau để hái cái lá xương sâm, lá xương sâm để vô mình bò mình ăn nha cả nhà. Lá xương sâm thì rất là mát, ăn rất là ngon. Thái rất mê món này lắm cả nhà ơi. Đó, thấy hái được nguyên một giỗ luôn. Xong rồi đem vô mình rửa cho sạch nha cả nhà, rửa cho sạch hai ba nước gì đó. Chừng nào không có thấy nó còn dơ nữa thì được. Rửa sạch đó thì mình để cho ráo nước nha cả nhà, để cho nó ráo nước rồi mình mới bỏ. Thì 200 g, Thái hái được cái thau đó là Thái con được là 200 g á. Thì 100 g thì 1 lít nước, 200 g thì 2 lít nước. Xong rồi thấy vỏ cứ vỏ vậy đó cả nhà. Thì chắc vỏ xương sâm nhiều cả nhà, nhiều người cũng đã biết rồi. Thì nó thấy vỏ như vậy đó, rồi xong rồi thấy cái nước nó hơi sợ sợ lại, cái lá nó bay màu vậy luôn. Nó còn nó không còn màu xanh nữa thì được đó cả nhà. Xong mình lượt qua cái dây. Rồi xong rồi mình để ở ngoài nha cả nhà, hầm muốn bệt để trong tủ lạnh. Mình để ngoài khoảng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng là nó đông lại đó. Thì trong thời gian mình để cho nó đông thì mình đi nấu nước đường với nước dừa cả nhà, nước cốt dừa để mình ăn kèm á. Thì cái này thì phải có một cái nước dảo nè cả nhà, nước sau mình vò thêm một khoảng nửa lít nước nữa cho cái này thì nó cũng đông lại sực sợ thôi, nó ngon thôi. Đó thì 2 tiếng đồng hồ thì Thái cũng nấu nước đường rồi nè. Nước đường nó Thái nấu bằng đường thốt nốt đó cả nhà. Rồi Thái nấu nước dừa nấu nó cái nó sệt sệt lại vậy. Rồi đó, cái xương sâm nó đông cứng là luôn, ngon cả nhà. Một cái thì nó có bọt nha, có cái này sao thấy nó có bọt, còn cái này là nước dẻo đó, nó lỏng lỏng vậy đó cả nhà. Bây giờ Thái nó làm cho cả nhà xem nha. Rồi thì mình cắt xương sâm ra hay mình múc xương sâm vậy đó, tùy theo mình thôi. Mình muốn cắt mình cắt, mình còn muốn không mình múc thì mình múc. Mà thấy múc nó ngon hơn, thấy cắt rồi xong rồi thấy cũng phải múc à. Thấy múc ra rồi xong rồi thấy bỏ nước dừa, bỏ đường, bỏ đá vô là ăn được ha. Đó, nó đặc vị đó cả nhà, ngon ghê luôn. Rồi cảm ơn cả nhà nhiều nha đã theo dõi video của mình. Cả nhà nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm nút đăng ký để mình ra nhiều thêm cái video mới cho cả nhà cùng xem nha. Bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong video tới. Bye bye.